hôm nay tôi xin phép được chia sẻ một nội dung, đó là tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em. Theo một điều tra tại khu vực Đông Nam Á thì cho thấy có tới 50% trẻ em chúng ta có khẩu phần ăn hàng ngày không đáp ứng đủ về vitamin và chất khoáng, dẫn đến ảnh hưởng đến sự phát triển về trí não và thể lực, đặc biệt là sự phát triển về chiều cao. Điều đáng quan ngại là các cái dấu hiệu về thiếu vi chất dinh dưỡng thường biểu hiện rất là âm thầm, kín đáo, và chính vì vậy bé nhà bạn trông có thể là đang cũng bình thường nhưng thực ra đang thiếu một số vi chất dinh dưỡng quan trọng. Việc phát triển não của trẻ có thể bị ảnh hưởng từ khi còn nhỏ, làm cho bé kém tập trung, tiếp thu chậm và học tập không hiệu quả trong suốt những năm sau này. Đồng thời, bé cũng chậm đạt được đến các mức phát triển về vận động, bé thường kém linh hoạt hơn.